cha hạt trưởng. Kính thưa cha cụ quản sứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Việt An, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đồng Tiến. Toàn thể giáo dân Đồng Tiến chúng con xin chân thành tri ân quý cha đã gửi đến cho giáo xứ chúng con một vị chủ trang mới. Sau đây con xin phép quý cha, đức con toàn đại diện cha hạt trưởng, cha cụ quản sứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cho chúng con có vài lời thưa cùng cha giáo xứ mới. Kính thưa cha, kể từ giây phút này cha là linh mục và sứ của giáo xứ Đồng Tiến. Toàn thể hội đồng phục vụ, tất cả các vị tư vấn cũ và mới, ban chấp hành các đoàn thể cùng toàn thể giáo dân Đồng Tiến xin kính chào và hân hoan đón mừng vị chủ nhân mới của chúng con. Kính giáo xứ chúng con, Đồng Tiến kết người như nhiều quốc dân, Đồng Tiến như ngạc giáo dân từ đại năm qua cho đến mũi Cà Mau, mà chúng con thường phải đùa là hợp chủ quốc Đồng Tiến, cho nên nó mù màu mù sắc. Tuy như thế, những người giáo dân Đồng Tiến chúng con thực ra rất ngoan hiền. Quá khứ đã chứng minh điều đó qua bốn đời linh mục quản sứ. Đầu tiên là cha Du Xe Đặng Điền Hoàng, kế đến cha Doan Bautista Trần Xuân Long, sau đó là cha Giang Quê Lê Đức Trung, và mới gần đây nhất là cha Phêrô Hồ Quang Lượng. Cả bốn cha cũng đều hết sức quyến luyến nhớ thương chúng con khi phải giả từng ra đi. Trước như thế nào thì bây giờ cũng vậy, chúng con cũng sẽ yêu mến, thảo hiếu, gắn bó với cha như đã từng gắn bó với bốn cha xứ cũ. Xin cha hãy tin như vậy, và chúng con cũng tin rằng dưới sự lãnh đạo khôn ngoan của cha, giáo xứ Đồng Tiến sẽ ngày càng tốt đời đẹp đạo. Và để nói lên sự hiệp nhất và yêu thương cùng lòng kính trọng của giáo xứ chúng con, hai em thiếu nhi xin kính dâng lên đức cha, cha Phan Chánh Sứ lãng hoa tươi thắm của ngày đầu nhậm chức. Cha hạt trưởng, cha cụ quản sứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã bày lòng yêu thương đến với giáo xứ chúng con để cùng dân thánh lễ không với đức giám mục, với cha tăng quản sứ của chúng con trong ngày đầu nhậm chức. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân cho quý vị. Sau hết, toàn thể giáo dân Đồng Tiến xin kính chúc đức cha, đức ông tổng đại diện, cha hạt trưởng, cha cụ quản sứ